Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên buổi sáng hôm nay tôi cũng có lời Chúa dành cho anh chị em. Dạ, chúng ta sẽ dành một ít thời giờ nói lời của Đức Chúa Trời để gây dựng hội thánh, gây dựng tất cả anh chị em chúng mình ngồi đây. Amen. Cứ thấy anh chị em đến là tôi vui rồi. Amen. Chúng ta là một ở trong Chúa, amen chứ. Chúng ta cùng thờ một Cha, cùng tôn cao một Chúa và uống chung một Đức Thánh Linh. Tất cả chúng ta là anh em, không phân biệt sắc tộc màu da, không phân biệt hệ phái giáo phái. Tất cả chúng ta cùng tôn thờ Chúa Giêsu, amen chứ. Đó là lý do thấy anh chị em là tôi vui rồi. Hallelujah. Và ngày hôm nay tôi sẽ nói cho anh chị em một vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến câu kinh thánh thuộc lòng mà anh em vừa đọc. Và nếu như chúng ta lãnh hội được điều này thì Satan không có cửa trên đời sống của chúng ta. Kẻ thù sẽ không bao giờ thò chân vào cuộc đời của chúng ta. Anh chị em biết không? Gia đình là một điều mà Đức Chúa Trời đã thiết kế nên từ ban đầu. Tôi nói thiệt với anh chị em, từ ban đầu Chúa không có thiết kế nhà lầu xe hơi. Chúa không có thiết kế những vũ trường quán bar. Chúa không có thiết kế những du thuyền, những ăn chơi trụy lạc. Nhưng từ ban đầu Chúa thiết kế một gia đình đầy tình yêu thương. Ca ngợi ông trời. Trong vườn Ê-đen kia thì Đức Chúa Trời đã làm đám cưới cho Adam và Eva. Và đám cưới đầu tiên được chính Đức Chúa Trời là người làm hôn phối. Chính Đức Chúa Trời là đấng ban phước cho họ. Chính Đức Chúa Trời là đấng dặn dò họ và nói rằng Adam ở một mình không tốt và cần một Eva để giúp đỡ. Và chính Ngài cũng ban phước rằng hãy sinh sản cho nhiều, làm cho đầy dãy đất để làm vinh hiển danh của Ngài. Đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời, rõ ràng như vậy. Nhưng anh chị em biết không, mọi đau khổ mà hôm nay chúng ta gặp phải, chiến tranh, đói nghèo, thiếu thốn, bệnh tật, thù hận, đau buồn, áp lực, tất cả những điều đó đã đến bởi vì một gia đình đã bị tan vỡ. Đó là gia đình của Adam. Anh chị em có amen với tôi điều đó? Từ một gia đình là Adam tan vỡ mà toàn thể nhân loại hôm nay phải chịu cái hậu quả vô cùng dai dẳng và đau đớn. Satan biết điều đó. Satan biết rất rõ gia đình là tế bào của xã hội và đồng thời gia đình cũng là tế bào của hội thánh. Cho nên khi tế bào đó bị phá hủy, mọi thứ bị phá hủy. Tôi muốn anh chị em nhớ kỹ điều này. Cũng như cơ thể chúng ta có những tế bào, khi những tế bào bị ung thư là sao rồi đây? Khi một tế bào ung thư, ví dụ da, gan, thận, máu, những tế bào đó mà bị ung thư thì những cơ quan khác chết theo. Đừng có nói chuyện là kệ da mày cứ ung thư, gan, thận tao cứu sống. Quên chuyện đó đây, chết sạch, tất cả chết sạch. Cho nên tôi nói với anh chị em, khi một gia đình bị phá hủy thì toàn thể mọi lĩnh vực khác trong xã hội, trong hội thánh phá hủy, tan nát hết. Và đó là lý do tại sao hôm nay, chính thời kỳ cuối này, Satan tập trung toàn lực để tấn công vào từng gia đình. Nó tấn công vào đó để nó làm cho gia đình lộn xộn, nó làm cho gia đình đau đớn, thê
thay vì thiên đàng, thay vì vườn Ê-đen thì là địa ngục ở trong gia đình. Và anh em biết không, phần lớn thời giờ con người sinh ra trên đất này, phần lớn là để sống trong gia đình. Cả mẹ con em phần lớn. Nhỏ thì sống với bố mẹ, lớn lên một chút thì sống với vợ với chồng, già lên chống gậy thì sống với con cái. Tất cả ba giai đoạn này đều ở trong gia đình. Và nếu như Satan đã bước vào trong gia đình, gieo họ ngục vào trong đó, thì coi như cả cuộc đời chúng ta trên đất là địa ngục trần gian. Đó phải không chứ? Kinh khủng lắm. Cho nên hôm nay tôi cậy lời của Chúa để nói một ít về việc xây dựng một gia đình vững mạnh. Một ít về điều này. Như câu Kinh Thánh mà anh em vừa đọc đó, thì chúng ta thấy rằng trong gia đình có bốn mối quan hệ cơ bản mà cần phải giữ vững. Mối quan hệ thứ nhất là vợ với chồng. Mối quan hệ thứ hai là chồng với vợ. Mối quan hệ thứ ba là con cái với cha mẹ. Mối quan hệ thứ tư là cha với con cái. Bốn. Trong con mắt của Đức Chúa Trời thì một gia đình là gồm có như vậy. Còn dĩ nhiên trong văn hóa người Việt Nam thì nhiều khi một gia đình có mấy thế hệ lắm, ông bà cụ kỵ đồ ở chung à. Nhưng mà thật sự trong Kinh Thánh nói rằng người nam kia phải lìa cha mẹ mình, gian díu với vợ mình, dính díu với vợ mình và trở nên một thịt. Tôi đã có từng thời giờ sống ở phương Tây rồi tôi biết. Ở phương Tây là văn hóa Kinh Thánh, cho nên họ luôn luôn có những gia đình riêng biệt. Không có chuyện trong một gia đình mà nhiều thế hệ không có. Đó. Cho nên văn hóa Kinh Thánh là một gia đình gồm chồng vợ và con cái. Và trong một gia đình như vậy thì có bốn mối quan hệ cần phải giữ vững. Tôi gọi đó là bốn trụ cột của gia đình. Cái nhà thường có bốn cái cột đúng không? Thì bốn cái cột này mà gãy một cây là sao mà đây? Sập nhà. Cho nên hỏi anh chị em ơi, mình phải chú ý đến điều đó. Tôi sẽ bắt đầu cậy ơn Chúa nói một chút xíu về cái việc này, cái việc mà cần giữ vững. Cái việc mà giữ vững một gia đình nó quan trọng. Nó quan trọng đến mức độ là dòng dõi tương lai của anh chị em sẽ có khả năng kế thừa những di sản mà anh chị em để lại. Nếu chúng ta không giữ vững thì đời anh chị em về với Chúa là chẳng hay. Tất cả bắt đầu bị Satan đảo tung lên. Cho nên mình giữ vững không chỉ trên đất này, không chỉ cho đời mình, mà mình giữ vững để những di sản thuộc linh mình có được Đức Chúa Trời sử dụng truyền cho thế hệ tiếp theo. Anh chị em có biết rằng tất cả những gì hôm nay mình thừa hưởng, ý nói về di sản thuộc linh, Kinh Thánh anh chị em cầm trên tay, sự tái sanh anh chị em có, Chúa Giêsu anh chị em có, Thánh Linh anh chị em có, nó đều đến từ di sản của một gia đình không? Anh chị em có biết điều đó không ạ? Gia đình đó là gia đình Abraham. Một gia đình. Một gia đình được Chúa chọn lựa. Và trong Sáng Thế Ký chương 12, Chúa đã kêu gọi Abraham ra khỏi xứ Canh Đê để bắt đầu một gia đình tiên kinh. Và Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh ra 12 tổ phụ. Và chính gia đình này đã bắt đầu truyền lại cho từng thế hệ di sản thuộc linh của Đức Chúa Trời cho đến tận hôm nay. Chúng ta là người gọi ngồi đây vẫn có thể thừa hưởng được di sản đó. Cho nên ngược lại vấn đề, tôi đặt một vấn đề ngược lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu gia đình của Abraham sụp đổ? Nghĩa là tất cả đều sụp đổ.
chúng ta hôm nay cũng không có cơ hội để ngồi đây mà tôn thờ Chúa. Chúng ta cũng không có cơ hội để biết được một Đức Chúa Trời chân thật, được thấy sáng, được hưởng phước lành, được sống đời đời. Anh chị em thấy không ạ? Làm sao anh chị em ngồi đây và có thể biết được chắc chít đời thứ 10 của mình nó sẽ ra sao? Không biết. Nhưng anh chị em biết chắc một điều là nếu trong đời mình có thể giữ được gia sản thuộc linh và truyền lại cho con mình, thì hãy tin đi, Đức Chúa Trời cũng chỉ dùng con của các anh chị em để truyền lại cho cháu mình, và cháu mình trở nên cháu mình. Chúa làm chủ tình hình. Amen. Mình chỉ là người vâng lời. Cho nên anh em ạ, đừng nghĩ xa quá, chỉ nghĩ trong đời mình. Hãy truyền lại di sản thuộc linh cho con mình bằng cách giữ vững những rương cột của gia đình. Đó là bốn mối quan hệ mà tôi vừa mới nói. Đầu tiên là vợ với chồng. Kinh Thánh chép vợ phải thuận phục chồng. Tại sao Kinh Thánh không nói chồng trước phải yêu thương vợ trước? Tại sao Kinh Thánh không nói con cái phải vâng lời cha mẹ trước, mà Kinh Thánh ở đây lại đặt vấn đề vợ phải vâng phục chồng? Đây là điều đầu tiên. Nếu trong một gia đình mà người vợ không thuận phục chồng thì không còn gì để nói cả. Không còn gì để nói cả. Chẳng có ông vua nào được dựng lên trong gia đình đó. Chẳng có cái gì được dựng lên cả. Vì tất cả đều bắt đầu từ vị trí của người vợ. Anh em biết chơi cờ vua không? Còn gì quan trọng nhất? Đại đạo à, người vợ là quan trọng. Rất rất quan trọng. Con hầu mà bị bao vây mà đánh đổ là thôi, thua. Thua, ván cờ là thua. Cho nên tại sao Đức Chúa Trời nói rằng người vợ phải thuận phục chồng là đầu tiên? Là bởi vì đó là vị trí khởi đầu. Nó là bắt đầu. Có nó thì mọi sự mới tiếp theo. Nếu người vợ không thuận phục chồng thì người chồng làm sao làm đầu người vợ được? Các bạn nhé, chỉ là lý thuyết thôi. Chỉ là lý thuyết thôi. Còn nói ra câu gì là cái xây lên đó hả? Ông đòi tặng thầy vớ vẩn. Thôi xong đâu, xây lên là thôi xong. Cho nên khi mà người vợ thuận phục người chồng thì mọi trật tự trong gia đình mới có thể được thiết lập. Tôi không nói là mọi sự đổ vỡ trong gia đình là do người vợ, không nói được đó nha, đừng hiểu lầm tôi ạ. Nhưng một gia đình được xây dựng một cách vững bền hạnh phúc thì nó bắt đầu từ vị trí thuận phục của người vợ. Còn dĩ nhiên gia đình đổ vỡ thì nhiều thứ lắm, vì chồng, vì con, vì đủ kiểu, ông bà cha mẹ đủ kiểu hoàn cảnh, chứ không phải cứ gì cũng đổ thừa cho vợ là ông đời nhanh nhẹn đó, không phải đâu. Nhưng để xây dựng được gia đình vững mạnh như bài giảng ngày hôm nay, hỡi các người làm vợ ở đây và những chị em sẽ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, hãy nghe thôi, nó bắt đầu từ vị trí thuận phục của anh chị em, của chị em. Vậy thì thuận phục là gì? Thuận phục là gì đây? Thuận phục có phải là nghe răm rắp 100% không? Chồng bảo đi đánh bài cũng đi, chồng bảo đi vũ trường chơi vui cũng đi, có phải vậy không? Không đâu, không phải vậy. Để tôi giải thích một chút điều này cho anh chị em mình hiểu, chị em mình hiểu. Thuận phục trước tiên đó là trạng thái tâm lòng, chứ không phải là hành vi bên ngoài. Tấm lòng thuận phục là một tấm lòng tôn trọng chồng mình, dù chồng mình đúng hay là sai, vẫn tôn trọng, vẫn tôn trọng. Nó bắt đầu từ đó. Và Satan biết rằng để phá hủy sự thuận phục của người vợ thì nó phải đánh mất sự tôn trọng của người vợ đối với người chồng. Nó tìm cách đánh mất điều đó. Ví dụ như vợ nhậu xỉn về, chồng nhậu xỉn về, không ạ, nói năng bậy bạ, có những lời khiếm nhã vân vân, lâu dần như thế làm cho lòng người vợ bị tổn thương và người vợ đánh mất sự tôn trọng. Từ đó
Satan kéo người vợ ra khỏi vị trí thuận phục. Và người vợ nghĩ rằng ông này có ra cái gì đâu mà mình thuận phục, còn tồi hơn cái ông ăn mày ở ngoài đường, tồi hơn cái kẻ cướp ở ngoài đường, tồi hơn cả cái kẻ gọi là bậy bạ ngoài đường, làm sao tôi phải thuận phục. Người vợ thường nghĩ như vậy. Nhưng anh chị em, suy nghĩ đó là suy nghĩ mắc bẫy Satan, là suy nghĩ mà Satan đã thành công trong chiến lược của nó. Khi chúng ta yêu nhau, tôi đảm bảo rằng nếu người nữ không tôn trọng người đàn ông của mình, tôi đảm bảo không người nữ nào tiến tới hôn nhân của người đàn ông đó. Cái amen không? Rất tôn trọng người đàn ông của mình, cảm thấy anh ấy đúng là một đấng nam nhi đại trưởng phu, phải không ạ? Thì mới tiến tới gọi là hôn nhân chứ. Nếu mà thấy ông này ba trợn ba trạo thì làm sao mà ai mà cưới, đó là lương bắt đầu từ đó. Nhưng mà khi bước vào hôn nhân một cái là Satan bắt đầu chiến lược của nó. Tôi nói thiệt với anh chị em, không có người đàn ông nào là hoàn hảo cả. Và muốn biết được tính xấu của người đàn ông đó, hãy hỏi vợ này, biết tôi luôn hả? Dù ra ngồi giảng bảo thánh khiết này nọ, nhưng cứ hỏi vợ anh ấy thì biết tốt tuần tuần hết. Ở trong chăn mới biết chăn có rồi, có đúng không ạ? Chứ còn bên ngoài sao biết được? Cầm cầm lê cà ra mắt, liên đạo màu xịt nước kho rồi lên thì ai biết được, đúng không? Nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rồi. Tôi nói với anh chị em, các chị em rằng không một người đàn ông nào trên đất này là hoàn hảo hết. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta được Đức Chúa Trời truyền cho rằng, các chị ơi, hãy thuận phục chồng mình. Chúa không bao giờ bổ sung trong Colosse câu 18 rằng, hỡi người vợ ơi, hãy thuận phục những người chồng tử tế đàng hoàng. Không đó. Hãy người đàn ông đó là chồng các chị thì phải thuận phục. Thuận phục là vị trí, là trạng thái tấm lòng tôn trọng. Tôn trọng có nghĩa là biết lắng nghe. Tôn trọng có nghĩa là biết đánh giá cao cái ý kiến của chồng mình. Tôn trọng có nghĩa là chịu sự dẫn dắt của chồng mình theo đúng lẽ thật của Kinh Thánh. Chịu sự dẫn dắt. Ví dụ một người chồng bảo, vợ ơi, chắc tối nay đi hút bồ đàn thấy cho vui đây, thì người vợ nói rằng, anh, cái này Chúa không cho phép đâu. Anh đi thì đi, để cho em không thể đi được rồi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng đánh mất sự thuận phục của người vợ đối với người chồng. Người vợ vẫn tôn trọng. Bởi vì tôi biết có những chị em lấy những người chồng chưa tin kinh Chúa, và đời sống cũ của họ vẫn y nguyên. Cái chuyện chưa tin Chúa, đi chơi bời là chuyện bình thường, rất bình thường, đừng ngạc nhiên. Bởi vì anh ấy chưa tái sanh, anh ấy chưa gặp Chúa Giêsu, anh ấy chưa hiểu Đức Chúa Trời, thì cái chuyện sống trong tội lỗi là chuyện bình thường, giống như ăn cơm ngày ba bữa vậy đó, đừng ngạc nhiên. Nhiệm vụ của các chị là gì? Cứ tôn trọng, cứ thuận phục và cứ cầu thầy. Kinh Thánh chép rằng, bởi sự nên thánh của anh chị em, bởi nếp sống tin kính của chị em mà có thể thánh hóa được chồng ngoại đạo của mình. Còn nếu như các chị không hiểu điều này, các chị bắt đầu sưng cồ lên, không ạ? Đá thúng động nghiêng, đá son, đá bát, đá dĩa, không ạ? Bắt đầu là con cấm vận các kiểu, như Bắc Triều Tiên bị cấm vận, là con cũng như người chồng làm sao? Nổi cơn tăng bành lên, và gia đình đó bắt đầu một cuộc chiến, xung đột triền miên, áp lực triền miên trong gia đình, căng thẳng triền miên. Tôi đảm bảo trong bầu không khí đó không ai có thể tin Chúa được, amen chứ? Không thể. Nhưng mà nếu một bầu không khí thuận phục yêu thương thì cơ hội tin Chúa là lớn hơn. Tôi không dám nói rằng người đó sẽ tin Chúa, nhưng tôi nói rằng cơ hội tin Chúa là lớn hơn. Khi một người vợ sống tốt, tôi sẽ nói một chút để anh chị em hiểu về sự thuận phục chút xíu. Cái chuyện này nó cũng liên quan đến cái chuyện mà trong Roma chương 13 đó, cùng một từ. Lời của Chúa nói rằng, hỡi anh chị em, hãy thuận phục các bậc cầm quyền ở trên mình. Nó đúng một từ đó. Đúng một từ đó.
Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta thuận phục chính quyền ở đất nước mà mình đang sống. Đừng bao giờ có một thái độ nói hành, nói xấu, rủa xả, chống đối. Đừng bao giờ có một cái thái độ lên án, kịch liệt, phản đối điều nào điều kia bằng hành động, bằng những lời nói cay nghiệt không gây giận theo Kinh Thánh. Hoàn toàn thuận phục với tất cả mọi cái sự sắp đặt của chính quyền sở tại. Ví dụ, khi mình thuận phục như vậy mà vẫn xảy ra bắt bớ thì sao? Vẫn bị đánh đập thì sao? Vẫn bị bắt bớ đức tin thì sao? Có phải mình phải rút gươm ra chém không? Không. Kinh Thánh chép rằng chịu bắt bớ vì danh Chúa là được phước. Có nghĩa là trong lúc có thể một chính quyền sở tại nào đó bắt anh chém bỏ vào tù, ví dụ là nhốt vì cớ đức tin, anh chém chẳng làm điều ác gì, nhưng mà lòng anh chém bên trong vẫn thuận phục chính quyền. Đó mới là chuyện làm, đó mới là chuyện mà phép làm, đó mới là điều mà Chúa muốn. Ví dụ như Phi-rơ đây, phải không? Anh em đọc công vụ sứ đồ sẽ thấy. Khi ông Phi-rơ giảng đạo, giảng lời Chúa, chính quyền đến và nói rằng không được giảng. Nhưng mà ông ấy nói là gì ạ? Thà nghe Đức Chúa Trời còn hơn là nghe các ngươi. Chúng tôi không thể nào không nói những điều chúng tôi thấy và nghe. Vẫn tiếp tục làm theo ý muốn của Chúa. Nhưng anh chị em có thấy Phi-rơ nổi loạn không? Có thấy Phi-rơ đi biểu tình không? Có thấy Phi-rơ nói xấu chính quyền không? Ông vẫn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng ông sẵn sàng phó cái thân xác này cho người ta đánh, đập, bỏ tù. Và cuối đời ông bị đóng đinh chết ngược đầu xuống đất. Không một lời than trách. Thưa các chị em, đó chính là ý nghĩa của từ thuận phục chồng. Có thể anh chị em sẽ gặp những người chồng bắt bớ mình, sỉ vả mình. Nhưng bởi vì chị em ở vị trí mà Đức Chúa Trời định là phải thuận phục, cho nên chị em không được quyền chống trả lại bằng bạo lực, bằng lời nói cay nghiệt, bằng những sự cay đắng trong lòng. Nhưng hãy lấy những lời mềm mại, khôn ngoan, phải nết, điều độ để thuần hóa người chồng không có đạo của mình. Đó là thuận phục. Cho nên tôi nhắc lại, thuận phục chính là trạng thái tấm lòng tôn trọng người chồng của mình, dù anh ấy là một thánh nhân hay là một tội nhân. Tôi nhắc lại lễ thánh thứ nhất nha. Thuận phục có nghĩa là tôn trọng người chồng của mình, dù anh ấy là một thánh nhân hay là một tội nhân. Vì cơ Chúa, vì Chúa muốn như vậy, vì đó là ý muốn của Chúa cho chị em. Đó là trụ cột đầu tiên, đó là cây cột đầu tiên, cây cột gốc nhà để xây dựng một gia đình vững mạnh. Thiếu cây cột đó không có gì được làm hết anh chị em. Thiếu cây cột đó có một gia đình nào được xây dựng hết các chị em. Thiếu cây cột đó là thua. Cho nên hôm nay tôi khích lệ anh chị em, các chị ở đây, các chị có gia đình ở đây, và các chị sẽ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, hãy chuẩn bị tâm lòng. Chuẩn bị thế nào ạ? Là Chúa ơi, dù con đang gặp một người chồng tin kính hay một người chồng không tin kính, hoặc tương lai con sẽ gặp một người chồng tin kính hoặc không tin kính, thì Chúa hãy dạy lòng con luôn thuận phục trong lễ phái của Ngài. Đó là thái độ của chúng ta. Cái thái độ nó quyết định tất cả mọi sự. Thái độ nó thể hiện được mình có nghe theo lời Chúa hay không. Thái độ nó mới thể hiện mình có thật sự thuận phục chồng mình hay không, chứ không phải hành vi đâu chị em. Có nhiều chị em giả vờ bên ngoài là cung kính lắm. Ôi tuyệt vời, chồng của tôi tuyệt vời. Nhưng mà sang hàng xóm, cái lão đó chẳng ra cái gì cả. Nhưng mà trước mặt thì rất ok, nhưng mà đằng sau thì ôi lão nọ lão kia các kiểu. Đó không phải đâu, không đúng. Cho nên tôi nói cho em, sự thuận phục là thái độ chân thật từ tâm lòng. Nếu chúng ta chưa thực sự mà thuận phục và tôn trọng chồng mình vì những sự
đổ vỡ vì những cái vấp phạm, vì những điều gì đó tổn thương trong quá khứ, trong gia đình, thì ngay chính hôm nay các chị hãy cầu nguyện xin Chúa phục hồi, xin huyết Chúa tẩy sạch, xin huyết Chúa làm mới lại. Vì cái thánh chết mọi sự cũ đã qua đi, và nay mọi sự đều trong Chúa Giêsu. Có cái hay chỗ này chị em, không gì là quá muộn. Tôi thích Chúa ở chỗ đó đó, chẳng cái gì là muộn trong Chúa cả. Người đời còn nói là muộn rồi mày, muộn rồi sợ cuộc đời mày tiêu rồi, đi về vườn đi con. Đấy là đời này nói thế, mày về hưu đi sao mà đấy. Nhưng trong Chúa Giêsu không bao giờ là muộn để bắt đầu. Không bao giờ. Anh chị em có thể xây dựng một gia đình vững mạnh bất cứ lúc nào anh chị em muốn, dù nó đang ở trạng thái gì không quan trọng. Giống như một câu tôi hay nói là dù anh chị em có đang ở đáy địa ngục, mà nếu anh chị em có đức tin nơi danh Giêsu thì anh em vẫn đủ sức mạnh để cất cánh bay thẳng lên thiên đàng. Amen. Chắc chắn không gì là một. Amen nhé. Để hiểu rõ hơn về sự thuận phục có lợi như thế nào, dĩ nhiên ở đây mình không đủ thời giờ để nói. Tôi khích lệ anh chị em, các chị em hãy nghe quyển sách Đời Sống Thiên Đàng Dành Cho Gia Đình. Trên sách nói có đó. Hãy nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Vì 45 phút ở đây không thể diễn đạt hết được, cho nên chúng ta đã có một tài liệu cực kỳ quý giá qua đời sống của một đầy tớ Chúa đáng thương cậy giảng cho chúng ta nghe. Các chị ơi hãy nghe quyển sách đó, nhất là các chương vị trí người vợ trong gia đình. Người vợ quan trọng như thế nào. Và trong đó ông chia sẻ một điểm mà thật sự khi tôi đọc tôi thấy được sự mặc khải. Tôi nhận được sự mặc khải dành cho các chị em mà trước đây tôi không hiểu. Đó là ông chia sẻ rằng y như Chúa Giêsu thánh hóa hội thánh thế nào, ban thánh linh cho hội thánh thế nào, thì người chồng có một nhiệm vụ y xì như vậy đối với vợ mình. Có nghĩa là nếu mình đặt ngược lại vấn đề, người vợ chỉ được đầy dạy thánh linh và được thánh hóa khi đứng đúng vị trí thuận phục chồng, thì người chồng mới có thể thuận phục Chúa Giêsu và chúc phước thánh hóa vợ mình. Còn nếu người vợ không thuận phục, người vợ nổi loạn, người vợ có cái điều gì đó sai trọng trong lòng, thì anh chị em ơi, nghe tao nói các chị chứ, nghe tao nói nè, nó y xì như một hội thánh nổi loạn chống lại Chúa Giêsu. Có hội thánh nào nổi loạn chống lại Chúa Giêsu mà mạnh mẽ đầy quyền năng không anh chị em? Có không? Có hội thánh nào mà suốt ngày nói xấu Chúa Giêsu mà được đầy dậy thánh lên không? Thế thì có người vợ nào nên thánh mà lại chống nghịch lại chồng bên đó? Tôi nói với anh chị em là không bao giờ có. Dù anh chị em giảng hay cỡ nào tôi không biết, dù chị em cứu được hàng triệu người như thế nào tôi không biết, nhưng Kinh Thánh nói rằng người vợ đối với người chồng giống y như mối quan hệ của hội thánh với Chúa, không khác gì cả. Hỏi các chị em, hãy nghe tôi, đời sống thuộc linh của các chị em, sự thánh hóa và ân tứ của các chị em, sức mạnh thuộc linh của các chị em, nó bắt đầu phụ thuộc vào vị trí thuận phục của chị em trong gia đình. Không có cái đó là chẳng hạn chưa thể bắt đầu. Đó là sự thật. Cho nên vị trí này cực kỳ quan trọng, rất quan trọng. Và tôi nhắc lại, nó là vị trí then chốt, nó vừa là vị trí khởi đầu để xây dựng một gia đình. Tôi lấy ví dụ như đời sống gia đình tôi chẳng hạn đây, cho nó dễ hiểu. Nếu vợ tôi mà suốt ngày càng rằng càng nhằn đủ thứ trò hết, thì tôi nói thiệt sự với anh chị em, tôi xếp hội thánh lại một chỗ, tôi lên núi tôi sống. Chẳng hội thánh rồi thế gì đây, chịu không thông để mà làm bất cứ việc gì. Cho nên chị em đọc Châm Ngôn chưa, thà ở trên mái nhà còn hơn là ở với một người đàn bà. Mà gì?
nói với anh chị em rằng cái người mà viết ra câu đó là có 700 bà vợ. Cho nên người đó đáng tin lắm. Ông kinh nghiệm không phải một bà mà 700. Cho nên cái chuyện này nó kinh khủng lắm. Các chị ơi, hãy xây dựng thiên đàng trong nhà mình. Amen. Các chị quan trọng lắm. Rất rất quan trọng. Và bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là chồng đối với vợ. Tôi nhắc lại, nhiệm vụ đầu tiên của vợ đối với chồng là thuận phục. Nhưng nhiệm vụ thứ hai của chồng đối với vợ được chốt trong một từ là yêu thương. Yêu thương. Mà yêu thương như thế nào đó? Thì các anh ơi, hãy dở Cô-rinh-tô nhất chương 13 ra. Đọc đi đọc lại giùm tôi 10 lần. Cho nhiều khi mình hiểu lầm cái từ yêu thương. Không phải hiểu lầm. Nhiều các anh hiểu lầm lắm. Tôi muốn cả hội thánh cùng tôi đọc cái chỗ này nha. Cả hội thánh đọc cùng tôi được không? Rồi, ta đọc từ chương 13 từ câu 4 cho đến câu thứ 7 cùng nhau đọc. Xin mời thánh chúng ta cùng đứng lại. Và các chị các anh ơi, hãy cùng tôi đọc tình yêu thương. Vì mối quan hệ của chồng đối với vợ được chốt lại trong một từ rất ngắn, đó là yêu thương. Và đây làm nên đại sự, làm nên một gia đình vững mạnh, một gia đình có thể kế thừa di sản thuộc linh của Đức Chúa Trời. Nào, 1, 2, 3. Tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương trọn kiên trì, chẳng hay mình kiêu, chẳng hờn, chẳng chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình. Nhưng vui trong lẽ thật, tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời bạn thánh đồng hồ trong sự bình an của Chúa. Đó thưa các anh, đây chính là tình yêu thương đích thực của Đức Chúa Trời mà Chúa muốn mỗi một người chồng chúng ta hãy ấy tất cả những điều này để cư xử với vợ của mình. Và một lần nữa tôi phải nhấn mạnh, dù người vợ của các anh chị em có là thánh nhân hay là tội nhân, thì tình yêu của các anh chị em, các anh đối với vợ không hề thay đổi. Không phải mình chỉ yêu khi vợ mình dịu dàng tuyệt vời, nói những lời ngọt ngào, nấu những bữa ăn phải nói là tuyệt vời. Không à, không phải như thế đâu. Như vậy là tình yêu mình có điều kiện à? Đâu có. Chúa Giêsu yêu hội thánh là sao ạ? Vô điều kiện. Chúa Giêsu yêu chúng ta vô điều kiện. Ngay khi chúng ta còn là một tội nhân, ngay khi chúng ta còn là một người bậy bạ, một người thậm chí còn chống nghịch lại Ngài, nói loạn với Ngài, nói xấu Ngài, chê bai Ngài, nhưng Chúa Giêsu và tình yêu chúng ta bằng tình yêu mà các anh chị em mình vừa đọc. Vậy thì hỡi cái người làm chồng, hãy yêu vợ mình vô điều kiện. Tôi đảm bảo không người phụ nữ nào là hoàn hảo trên đất này. Vẻ đẹp bề ngoài không nói lên được điều gì cả. Vẻ đẹp trong lòng mới là điều quyết định. Cho nên các anh, phước cho người nào có một người vợ có vẻ đẹp trong lòng. Dĩ nhiên các anh hay háo sắc lắm, tôi cũng biết là Chúa tạo dựng Adam háo sắc. Không phải không Adam nào không háo sắc hết đó. Thấy một cô ngọc trinh ưỡng lờ là coi xong rồi đấy. Cho nên là cực kỳ nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên con ong kia đó, nó chết ở trong nhụy hoa vì cái hoa đó quá đẹp. Nó chui vô nó hút mặt trong cái hoa túm lại chết luôn một đó luôn. Và ngày hôm nay nếu chúng ta bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời để chạy theo nhan sắc, thì có nhiều anh sẵn sàng lấy những người vợ không tin kính, lấy những người vợ không có đức tin, lấy những người vợ mặc dù rất xinh đẹp nhưng trong lòng lại là Satan. Thì anh chị các anh ơi, đó là hỏa ngục đang đeo trong cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh chép rằng chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì sự sáng với sự tối không thể chung nhau.
công bình với gian ác làm sao hòa nhau? Người tin với người không tin có phần gì với nhau chăng? Cho nên các anh ơi, để xây dựng một gia đình vững mạnh, nó phải khởi từ đầu. Chứ để cơm đã, gạo đã nấu thì cơm rồi thì hơi cạn, đúng không? Phải từ đầu. Cho nên tôi nói với các anh ở đây là những người chưa lập gia đình, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận đừng sa vào lưới tình không thiên kinh, vì nhan sắc có sự cám dỗ của nó. Solomon kia ở cuối đời đã trở nên bội đạo. Và anh chị em biết Kinh Thánh nói gì không? Bởi vì ông ấy thờ các thần của những người vợ hàng bên lại. Mỗi bà một thần, 700 bà không biết bao nhiêu thần, tôi không hiểu. Và ở đâu bên Pháp có một cái bức tranh, nó diễn tả Solomon rất đau thương, rất đau xót. Bức tranh đó như thế này: ngày Chúa Giêsu tái lâm, thì bức tranh đó vẽ một bên là những người thánh độ mặc áo trắng đứng bên cạnh Chúa, một bên là những tội nhân đang chuẩn bị để ném vào hồ lửa. Thì Solomon đi chính giữa, và người họa sĩ diễn tả vẻ mặt của Solomon cực kỳ là phân vân. Solomon không hiểu là mình ở bên này hay là mình ở bên này. Và anh chị em à, Kinh Thánh cũng không có nói cho chúng ta biết số phận của Solomon, nhưng Kinh Thánh nói rằng cuối đời ông đã bỏ Đức Giê-hô-va để thờ lại thần tượng vì có các bà vợ ngoại đạo của mình. Anh chị em thấy nguy hiểm không? Cho nên các anh ơi, tôi không biết các anh đầy dẫy Thánh Linh bây giờ là như thế nào, hay là quyền năng Thánh Linh tuôn đổ vào đời sống các anh mạnh mẽ đến giường nào, nhưng khi các anh dính díu với một người vợ không chân kinh thì nguy cơ để từ bỏ đức tin là rất lớn, rất rất lớn. Và nguy cơ thứ hai là các anh không thể nào để xây dựng được một gia đình vững mạnh là gần như chắc chắn. Satan khôn lắm, nó đã khiến các anh bập vào rồi thì đố mà rứt ra được. Nó như keo dính sắt 502, như keo dính sắt không, dính vô một cái rồi dính luôn, không rứt ra được. Cho nên ngay từ đầu mình phải xác định ta sống vì cái gì? Vì Chúa, vì sự đời đời, chứ không phải vì mấy mươi năm ngắn hạn trên đời này, không phải vì một chút nhất thời của nhan sắc. Dù nhan sắc đó có đẹp tuyệt vời thế nào thì anh em à, nghe tin tôi đi, một hai đứa con này rủ đời hết trơn rồi, tôi biết mà, ta hết thôi, tất cả đều tan. Và lúc đó chúng ta sống với vẻ đẹp bên trong, tấm lòng kiểu gì thì các anh cũng sẽ sống với vẻ đẹp bên trong tấm lòng. Tin tôi, vì tôi là người trải qua rồi, tôi biết. Cho nên ngay từ đầu hãy chọn một người nữ có vẻ đẹp bên trong tấm lòng là điều chắc chắn, là điều tuyệt vời nhất, là điều mà khiến các anh không thể thất vọng cho đến cuối đời. Và vẻ đẹp trong lòng đó, nó là chất xúc tác của tình yêu. Cho nên người chồng sẽ rất dễ dàng yêu một người vợ mà có vẻ đẹp trong lòng, có sự nhẹ nhàng tin kính Chúa, có sự thánh khiết thuần khiết, có sự thuận phục, có sự hiểu biết về thuộc linh, có những điều mà Chúa là chủ, là đấng cứu chuộc trong những cuộc đời của cô ấy. Cô ấy biết phải vì kính sợ Chúa mà thuận phục nhau. Nếu một người vợ như vậy thì tôi đảm bảo không có người đàn ông nào mà có thể sống bậy bạ ở trong gia đình. Khó, rất khó. Cho nên Kinh Thánh chép rất rõ, Kinh Thánh chép rất rõ vị trí thuận phục của người vợ là trụ cột thứ nhất, tấm lòng thái độ của người vợ là trụ cột thứ nhất để cuốn hút tất cả, cuốn hút tình yêu, cuốn hút sự thánh khiết,
cuốn hút sự hiện diện của Chúa, cuốn hút tất cả. Và người vợ sống như vậy sẽ gặp được một người chồng đầy tình yêu với mình. Anh chị em ạ, thiên đàng ở trong gia đình đó. Ca mê không vậy? Tôi nói đến điều đó mình phải nói rất tuyệt vời. Đang thèm khát những điều như vậy, và thèm khát những điều đó ở trong tất cả chúng ta đang ngồi đây. Amen. Vợ chồng, chồng và vợ xây dựng được mối quan hệ như vậy là hai trụ cột chắc chắn nhất để có thể bước tới một gia đình. Người chồng yêu thương là người chồng có trách nhiệm. Người chồng yêu thương là người chồng không có cai trị. Cho nên các anh hay thường lấy câu kinh thánh: chồng là đầu vợ, tôi là đầu. Tôi nói gì là bà phải nghe, không nghe là chém đầu. À quên. Không nghe là không được. Tôi là đầu, cho nên tỏ ra cai trị. Nhưng khi anh em hiểu cái ý đó là hiểu sai kinh thánh cả rồi. Khi kinh thánh nói rằng chồng là đầu vợ thì kinh thánh cũng kèm theo là chồng hãy yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Chúa Giêsu có gọi là làm một, gọi là ông vua, gọi là độc tài với hội thánh đó anh em. Có. Cho nên người chồng độc tài không phải là người chồng yêu thương. Người chồng độc tài là người chồng ích kỷ và xa cách, chứ không phải yêu thương. Yêu thương là rộng rộng, yêu thương là sẵn sàng tha thứ, yêu thương là sẵn sàng dung thứ mọi sự, yêu thương là tin cậy mọi sự, yêu thương là chấp nhận kể cả những khiếm khuyết của vợ mình để rồi giúp đỡ vợ mình được xóa sạch những khiếm khuyết đó. Tình yêu thì che lấp sao nhé? Che khuất, không bới móng nó ra, nhưng che lại, xóa nó đi. Đó là tình yêu thương. Cho nên đừng bao giờ hiểu sai ý của Chúa. Trách nhiệm của người chồng là bảo vệ, yêu thương là bảo vệ. Chúa Giêsu nói không có tình yêu nào lớn hơn là vì chính bằng hữu mình mà phó sự sống cho. Chúa Giêsu phó sự sống Ngài vì hội thánh. Người chồng vì yêu thương gia đình, yêu thương vợ mình, có thể sẵn sàng làm tất cả, hy sinh tất cả, hy sinh cả những cái riêng tư của mình, hy sinh cả những cái đam mê riêng của mình để cho người vợ được thuận lợi để mà tin kính Chúa, để mà xây dựng được một gia đình trong nếp sống tin kính. Người chồng sẵn sàng. Tôi lấy một ví dụ, tôi ví dụ nha. Người chồng có thể có những cái đam mê là xem đá bóng, nói thôi, đó là đam mê của anh ấy. Nhưng người vợ thì ao ước rằng cũng đúng giờ đó gia đình mình hãy có một buổi nhóm lại học lời Chúa để con cái được nuôi dưỡng, vợ được gây dựng, chồng cũng được gây dựng, Chúa hiện diện trong nhà. Người chồng yêu thương là người chồng sẵn sàng dẹp đam mê riêng của mình vì lợi ích chung của gia đình. Anh chị cả amen với tôi điều đó. Đó. Không phải người là chồng làm đầu là không đâu nha. Giờ đá bóng của ta là cấm đụng đấy. Mấy đứa con mà đụng đến cái remote TV là ta đá một phát băng xuống cầu thang. Kỳ, okay. Phải không chứ? Cho nên khi mình nói đến yêu thương là mình nói đến trách nhiệm. Và trách nhiệm này cũng thể hiện cái sự tôn trọng vợ mình. Ví dụ như mình đi đâu, ít nhất mình cũng phải điện thoại về để cho vợ mình biết là em ơi, tối nay công việc anh không thể về ăn cơm được. Ví dụ vậy. Đi đâu xa mình cũng phải báo về rằng là à, việc nó như thế này để người vợ ở nhà yên tâm. Có nhiều người chồng bảo ta là đâu mà cần gì phải điện về, nó phải điện nó hỏi thăm ta mới đúng chứ. Ok, suy nghĩ nó rất trịch thượng như thế. Nhưng mà anh em mà nó là sai. Mình đi xa cơ mà, mình ra khỏi nhà cơ mà, mình phải thông báo, mình phải biết rằng có một người ở nhà đang lo lắng cho mình. Không biết mình đi cái an toàn không, không biết chuyến đi mình có thành công không, không biết những điều mình làm có được trọn vẹn không. Người vợ đang mong muốn biết điều đó. Khi mình chia sẻ
thì người vợ hiểu rằng, anh ấy vẫn nhớ đến mình, vẫn quan tâm đến mình, vẫn tôn trọng mình. Có phải điều đó mình càng làm cho vợ tôn trọng mình không anh chị em? Hãy nhớ những chi tiết nhỏ như vậy. Tuy nhiên, điều đó nó thể hiện được cái lòng yêu thương chân thành, thật sự. Cho nên xây dựng như vậy, anh chị em ơi, nó khiến cho mối quan hệ vợ chồng được bền chặt, rất rất bền chặt. Và những cái điều nhỏ nhặt thôi, nhưng mà nó thể hiện được cái sợi dây liên lạc ở trong gia đình. Và để biết được cái nhiệm vụ, trách nhiệm của người chồng đối với gia đình như thế nào, anh chị em ơi, các anh ơi, hãy nghe quyển sách Đời Sống Thiên Đàng Dành Cho Gia Đình. Mình nghe để được mình thánh hóa cái tấm lòng mình. Mình có thể bỏ đi những cái tính xác thịt của mình, bỏ đi những khiếm khuyết của mình, bỏ đi những cái sở thích cá nhân của mình, để mình sống vì gia đình, vì vợ, vì con, vì Chúa. Cho nên khi em nghe quyển sách đó, tôi tin rằng có rất nhiều thứ mình cần phải ăn năn. Bản thân tôi khi nghe quyển sách đó, tôi ăn năn nhiều lắm, rất nhiều, bởi vì mình cũng sai nhiều lắm. Cho nên mình phải ăn năn. Nói Chúa, bây giờ cũng không thể sống như thế, cũng không thể làm điều này điều kia đối với gia đình, đối với vợ con được. Mình phải khác đi. Khi mình nghe lễ thần sẽ thánh hóa mình và soi sáng, soi sáng mình. Anh chị em amen không? Dạ. Tiếp theo, con cái đối với cha mẹ, đây là trụ cột thứ ba. Dĩ nhiên khi các bạn lấy nhau, các bạn sẽ có con cái. Và khi con cái lớn lên, thì Đức Chúa Trời cũng giao một vị trí cho con cái ở trong gia đình. Các bạn ở đây cũng đã đang có thể chưa gia đình thì các bạn đang là con của ba mẹ mình. Các bạn đang sống trong gia đình của ba mẹ mình. Thì cái lời mà Đức Chúa Trời muốn chuyển tải đến cho những người làm con đang ngồi tại nơi đây là vâng lời và thuận phục. Vâng lời. Satan ngày hôm nay nó đã đánh vào điều này. Và rất nhiều gia đình ngày hôm nay không khổ vì vợ, không khổ vì chồng, nhưng mà khổ vì ai? Khổ vì con. Cho nên chúng ta hãy đọc Timothée nhất chi chương 2 chương 3 để mình biết ha. Timothée 2 chương 3 chép như thế này thưa anh chị em. Từ câu 1 đến câu 5, anh chị em hãy chú ý vào lời của Chúa. Và tôi muốn phân tích một chút ở chỗ này. Anh em hãy tin theo tôi đi. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ mà anh em mình đang ở là thời kỳ cuối của cuối cùng. Và thời kỳ này ma quỷ dằn họ và nó tấn công vào cái nguồn lực thuộc linh còn lại của con người, rương cọp còn lại của con người. Đó là gì? Là đạo đức con người. Tấn công vào cái đó. Nó không tấn công để cho con người chết đói nữa. Nó không tấn công để con người sống thiếu thốn nữa, hay chết vì bệnh dịch nhiều nữa. Mà nó tấn công để làm cho sa bại đạo đức lòng người và khiến cho nhiều gia đình sập đổ. Nhiều gia đình là nạn nhân của những cái vấn đề đạo đức sa bại. Tôi đọc anh chị nghe. Hãy biết rằng trong ngày sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tự kỷ, tham tiền, khoe khoang sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ. Anh chị thấy không? Nghịch cha mẹ. Tôi nhấn mạnh ở từ này, nghịch cha mẹ. Cho nên những đứa con ngỗ nghịch á, nó không phải tự nhiên, mà thật sự nó đã từng bị mở cửa để cho quyền lực tối tăm đi vào trong tấm lòng của nó mà mình không biết. Và trong công tác giải cứu đó, tôi biết ma quỷ nó có thể vào một con người từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, hoặc là từ khi mới sinh ra, từ khi 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi nó đã bước vào. Chứ không phải là đời lớn đâu. Không phải đời lớn đâu. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, khi mang thai một đứa bé, hãy liên tục chúc phước cho nó. Hãy liên tục xin huyết Chúa bảo vệ nó. Hãy liên tục xin Chúa hãy gìn giữ cái đứa bé của mình.
Vì Satan là nhân dư ông Haman ông nói. Satan là một kẻ rất tồi tệ. Nó không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để hành hạ con người. Một đứa trẻ 1-2 tuổi bò bò như thế này, nhưng mà nếu có cơ hội nó vẫn cứ nhập vào. Chứ nó không phải thôi đợi nó lớn lớn thấy chứ giờ ăn hiếp đứa nhỏ kỳ quá. Satan có cái kỳ. Satan là kẻ chai mặt, lì mặt. Nó không còn liêm sĩ và sĩ diện nữa. Cứ nhập là nhập thôi. Cho nên hãy giữ gìn con trẻ của mình. Đó. Người cha mẹ, tôi nói anh chị em, là tà linh của thời kỳ cuối cùng. Sa bại đạo đức là tà linh thời kỳ cuối cùng, khiến con người ta sống ích kỷ, tham bạc, khoe khoang sắc sược, nói xấu. Đó, rồi gì nữa nhé, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy phản bạc. Đó, chắc anh bạn giáo viên của chúng ta đây cũng có thể đã trải nghiệm một vài điều ở trong trường học thời bây giờ. Học sinh bây giờ khác học sinh ngày xưa. Ok, con sẵn sàng vác dao mã tấu vô trường chơi nhau. Cho nên điều này cũng là một tà linh. Một tà linh hay nóng giận lên mình, kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng trói bỏ quyền phép của sự nhân đức đó. Anh chị em thấy, đây là tà linh thời kỳ cuối. Và anh chị em yêu quý của tôi ơi, nó tấn công vào những đứa con của mình. Anh em chú ý nghe tôi nói. Một ngày anh chị em ở với con mình được mấy tiếng? Tôi nghĩ chắc chừng 3-4 tiếng ban đêm. Còn lại quẳng nó ra trên trường, đúng không? Và nhiều khi cho đi học thêm. Con mình để ra mà ai đó đã gieo điều gì vào lòng con mình không biết. Hoàn toàn mất kiểm soát. Nó học gì ở trường không biết. Thầy cô nói gì vào tâm trí nó không biết. Xã hội gieo gì vào trong ý nghĩ nó không biết. Bạn bè nói điều gì mình cũng không kiểm soát luôn. Thậm chí có những cha mẹ quên tiếp xúc với con mình cả tuần luôn nhé. Tới chủ nhật là thôi con ơi đi nhóm con hay còn 2, 3, 4, 5, 6 nó làm gì không biết. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đó là nó sinh ra những đứa con. Và ngày hôm nay mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta có một gia đình mà con cái vâng lời và thuận phục cha mẹ. Muốn được điều đó mình không thể bắt ép được, có đúng không nhé? Mình không bắt ép được. Mình không thể bắt ép rằng là con ơi phải thuận phục, con ơi phải vâng lời. Không có chuyện đó. Mà mình phải hiểu được cái nguyên nhân khiến cho con cái không vâng lời. Và những người làm con ở đây, khi mà mình có những cái thái độ chống nghịch, bất kính, bất hiếu với cha mẹ mình, thì mình cũng phải biết rằng có điều gì đó đang hành động trong lòng mình. Có những đứa con chửi cha mắng mẹ, hành hạ cha mẹ mình, rồi sau đó ân hận, hối hận, ăn năn. Nhưng mọi người lúc đó giận quá, lúc đó tức quá, bắt đầu nói cho nó đá miệng, nói cho nó gọi là thỏa cái con người xác thịt của mình, rồi sau đó ân hận. Anh chị biết không, những con người con như vậy là bị tà linh khống chế, giết cha giết mẹ. Cho nên hỡi những người làm con, vâng lời, thuận phục cha mẹ, và kèm theo một lời hứa ở trong Ê-sai bếp. Anh chị biết lời hứa gì không ạ? Được sống lâu trên đời này. Được sống lâu trên đời này. Cho nên trong châm ngôn có nói ngọn đèn của kẻ chửi cha mắng mẹ mình sẽ máu mòn tay. Cho nên khi có những đứa con ở trong nhà mà nó biết vâng lời, biết thuận phục, thì đó là gia đình đại phước. Và nếu anh chị em mình là những người chưa lập gia đình riêng, đang ở trong gia đình, nếu anh chị em thuận phục cha mẹ mình, anh chị em đem lại cái đại phúc cho gia đình, cho ba mẹ. Hãy ăn năn về điều đó. Hãy hối cải về điều đó nếu mình đã lỡ lầm.
và rương cột thứ tư đó là người cha đối với con cái. Tại sao ở đây không phải là cha mẹ với con cái mà là chỉ cha đối với con cái chị? À, đây cũng là cái lý thú nha. Kinh Thánh nói là chính xác từng từ, đừng thêm thắt vào. Những bản dịch phổ thông, những bản dịch diễn ý hay thêm thắt vào, mất ý nghĩa của nó. Ở đây Kinh Thánh chỉ nói là hỏi người làm cha chớ chọc cho con cái mình chẳng gì. Những người làm cha ở đây, tôi muốn truyền đạt với trẻ chị, trách nhiệm giáo huấn con cái mình đặt trên vai của người cha chứ không phải người mẹ. Trách nhiệm để nuôi dạy, huấn luyện, dạy dỗ và chăm sóc, làm cho con cái mình nên thành một con người tin kính Chúa, đặt trên vai người cha. Và mai mốt Đức Chúa Trời sẽ hỏi là hỏi các anh chứ không phải hỏi các chị. Mình phải nhận lấy trách nhiệm đó. Đấy là trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Cho nên nhiều khi có các ông bảo con đâu nó hư là tại mẹ nó. Câu đó là tôi nghe hoài. Đừng đổ lỗi như vậy. Cái đó không đúng Kinh Thánh. Mà điều gì không đúng Kinh Thánh thì quên đi nhé anh em, quên luôn. Hôm nay anh em sẵn sàng quên không? Quên cái câu đó đi. Đừng đẩy trách nhiệm dạy dỗ con cái cho vợ mình. Đó không phải là trách nhiệm của nàng. Trách nhiệm của nàng là sinh một người con cho các anh. Ok chưa? Còn nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy, huấn luyện để nó trở thành người tin kính là của người đàn ông. Abraham nuôi dưỡng Isaac, Jacob dạy dỗ 12 đứa con của mình. Chưa thấy có bóng dáng một người vợ Jacob nào ở đây dạy dỗ cả. Và rất rất là nhiều ví dụ trong Kinh Thánh anh chị em đọc sẽ thấy. Cho nên mình đừng bỏ lơ con mình, đừng bao giờ thả nổi con mình, đừng bao giờ phó con mình cho thiên hạ, vì cái điều đó đem lại đại họa cho gia đình mình sau này mà mình không biết. Ngay khi còn nhỏ hãy dạy nó con đường tin kính, dầu nó lớn nó cũng không lìa bỏ. Ngay khi sinh ra một đứa con, hãy bắt đầu cho nó bước vào một con đường tin kính và thờ phượng Chúa. Vì sao vậy anh em? Vì sao? Vì sao không đợi lớn mà từ nhỏ? Bởi vì mỗi một đứa con sinh ra nó có bản chất tội lỗi bên trong. Đó là sự thật. Dù nó hiền lành, dù nó thế nào đi chăng nữa, nhưng bản chất nó là bản chất tội lỗi. Nếu chúng ta không huấn luyện, không chăm sóc, không dạy dỗ, không đưa vào khuôn phép, thì Satan có cơ hội sử dụng bản chất tội lỗi đó để chống lại chúng anh chị. Cho nên ngay từ đầu các bậc làm cha hãy nắm và làm chủ tình hình, làm chủ cuộc chiến trên đời sống của con mình. Cho nó vào những lớp học trong Kinh Thánh gia đình, hướng nó vào những cái đời sống tiến kích, luôn luôn chia sẻ nói về Chúa cho nó trong gia đình. Trong gia đình đừng nói chuyện gì khác ngoại trừ nói về Chúa Giêsu. Giống ở trong gia đình tôi vậy hả? Chẳng có chuyện gì để nói ngoại trừ Chúa Giêsu. Mà không nói Chúa Giêsu thì im lặng đi ngủ. Chuyện gì để nói? Chẳng chuyện gì để bàn cả. Phải không? Đó, không ai muốn nghe thì đi ngủ. Muốn nghe thì nghe. Chúng ta hãy tôn thờ Chúa, nói chuyện về Chúa, để cho con cái mình nó được lớn lên và nó hiểu rằng có một Đức Chúa Trời trên cha mẹ nó. Và nhiệm vụ của người cha đối với con cái còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng nữa mà tôi thường hay nói, đó là làm gương cho con mình. Trong cái từ huấn luyện, nuôi dạy, chăm sóc đó, nó cũng có nghĩa là làm gương. Anh em có thể dạy con mình hãy sống yêu thương, hãy sống chân thật, hãy sống thật thà, mà chính bản thân mình không yêu thương, không thật thà thì vô tác dụng. Cho nên ở đây bốn cái rừng cột này là rừng cột của một gia đình mạnh mẽ, vững vàng. Tôi chia sẻ kinh nghiệm bên trên khi tôi học được những cái người đầy tớ Chúa mà có những cái gia đình vững mạnh, họ luôn luôn bắt đầu gia đình mình trên con cái mình từ khi nó còn
bé tí. Để đến khi nó 15, 16 tuổi rồi thì anh chị em lúc đó chỉ có đổ nước mắt trên đầu gối thôi, chứ còn không làm gì được nữa. Nếu nó có hư hỏng thì anh chị em sẽ khóc và kiêng ăn suốt ngày. Người ông Tâm vẫn theo vì con mình, không làm gì được nữa. Chẳng làm gì được nữa vì lúc đó bó tay rồi, nó lớn rồi, ý thức đã hình thành rồi, tâm trí nó đã định hình rồi. Thì lúc đó anh chị em mà muốn nó quay trở lại con đường của Chúa thì thúc thật chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời thôi, chứ còn ngoài ra một cách gì khác. Ngay từ nhỏ hãy xây dựng một lớp sống tin kính. Tôi có một câu chuyện mà ông Hammond ông chia sẻ trong gia đình ông ấy, tôi thấy rất là thích mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở đây. Ông nói ông sinh ra trong một gia đình tin kính và ông được nuôi dạy từ nhỏ, và gia đình của ông ấy là có một người cha rất là tuyệt vời. Mỗi buổi sáng vợ và các con của ông phải ngồi quanh bàn ăn sáng cùng nhau. Ai ăn trước ăn sau gì không quan trọng, kết thúc trước sau rồi cứ ngồi tại chỗ cho đến khi đọc kinh thánh cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau, hát thánh ca cùng nhau xong rồi thì tất cả mới được đứng dậy đi làm. Duy trì như thế đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào, trời nắng cũng như trời mưa. Và ông ấy ông bảo là nhờ cái nếp sống đó khiến chồng vượt qua tất cả mọi cám dỗ của đời này, tiếp tục con đường tin kính và phục vụ Chúa. Dạ thưa, cho nên tôi khuyên chị em, những con người đã bước vào đời sống gia đình, hãy xây dựng một nếp sống ngay từ đầu, ngay từ đầu. Nếu được hãy làm đi, nếu được hãy làm ngay lập tức, đừng đợi, thì anh chị em sẽ được một gia đình vững mạnh. Và gia đình vững mạnh thì hội thánh mới vững mạnh. Tôi nói với anh chị em rằng thuộc linh của hội thánh không cao hơn thuộc linh của gia đình. Anh chị em hãy tin tôi nói điều đó đi. Không có hội thánh nào đầy dẫy thánh linh mà các gia đình toàn xác thịt nhóm lại. Quên chuyện đó đi. Anh chị em làm gì cái chuyện đó. Hội thánh là gồm từng gia đình, mà gia đình nào cũng sống xác thịt nhóm lại và bảo ui hội thánh tôi đầy dẫy thánh linh. Ôi trời, đầy dẫy cái gì, làm gì có chuyện đó. Cho nên đời sống thuộc linh của hội thánh không thể cao hơn đời sống thuộc linh của gia đình. Đó là sự thật. Cho nên khi các bạn xây dựng một gia đình đầy dẫy thánh linh, yêu kính Chúa, thì hội thánh đó không cần phải cầu nguyện nhiều nữa, không cần kiêng ăn nữa. Anh em chỉ nhóm lại là thần Chúa hoàn thành ở đây. Amen. Sự thật nhiều khi nó rất đơn giản như vậy, nhưng mà lại là một cuộc chiến nha anh chị. Lúc chồng cũng cầu nguyện thì vợ bảo thôi để em ngủ tí nào. Giờ lạnh lắm, giờ không ra khỏi chăn được. Thế mà lúc mà vợ chồng đã thuận với nhau để cùng nhóm lại rồi, con nó nói giờ sếp còn gọi phải đi làm ngay không ngồi được. Nhiều thứ xảy ra, anh em thử đi sẽ biết. Thử đi, Satan luôn luôn tìm cách để phá vỡ cái bầu không khí thuộc linh của gia đình, luôn luôn vậy. Và làm thế nào để thắng? Đó là kỷ luật. Mọi người phải ý thức, con phải ý thức, vợ phải ý thức, chồng phải ý thức. Chúng ta đang làm một điều để cùng nhau xây dựng gia đình vững mạnh. Mọi người hãy chịu thêm cái phần của mình. Mọi người hãy đặt Chúa lên làm chủ của cuộc chơi trong gia đình, thì chắc chắn Satan đứng ngoài rìa và khóc lóc. Cho nên ngay khi anh em sống bình thường không sao, mà ngay khi bắt đầu để nói rằng chúng ta bắt đầu thờ phượng Chúa trong gia đình là cả chuyện à. Có thể tối hôm đó vợ chồng cãi nhau cũng không chừng, đúng không? Chuyện bình thường có thể xảy ra. Và cãi nhau rồi thôi chứ nhắc nhóm lại gì nữa, nó sướng như là khôi mì sùng hả? Sướng lắm, ngồi rồi cứ ê a rồi cứ dậy chán lắm. Vợ chồng phải thuận hòa yêu thương thì nhóm lại nó mới tràn ngập. Cho nên cãi nhau rồi thì thôi xong, chẳng nhớ gì cả. Thậm chí ngủ chung giường còn được, huống hồ chị nhớ. Kinh khủng. Gia đình là một cái nơi. Có một lần tôi với một sư thịnh đi giảng ở hội thánh ở Bình Dương, là tôi kể anh chị em chuyện vui trước khi kết thúc. Đi giảng ở Bình Dương, ông một sư thịnh ông bảo tất cả bây giờ nhắm mắt lại và chúng ta cầu nguyện. Ông nói Chúa cho tôi biết trong anh em ai có sự xích mích gì với nhau, bất hòa với nhau, không tha thứ nhau,
thì từng người hãy bước lên. Và tất cả hãy nhắm mắt, đừng ai mở mắt để người ta ngại bước lên. Sau khi 5 phút xong kêu gọi và người ta bước lên re re này, thì anh em mở mắt ra thấy gì không? Từng cặp vợ chồng. Từng cặp vợ chồng bước lên. Một sự tình huống chuyện gì đây? Sao mà toàn vợ chồng thù hận nhau thế này? Anh em không thấy thù hận, người ngoài thấy thù hận, mà toàn vợ với chồng thù hận đứng từng cặp nha. Em thấy Satan nó đẻo không? Rất đẹp. Nó thường làm cho những người sống kề cận mình, những người chăm sóc mình, những người mà mình gắn bó cả đời, những người mà mình hứa nguyện là sống đến cuối đời, những người mà mình trước khi làm lễ ông phó ra đây, dù em có thế nào, dù em có bệnh tật đau yếu bần cùng thế nào thì anh vẫn yêu em trọn đời. Dù anh có thế nào thì anh vẫn là người chồng tốt của em. Thế mà sống thời giao nhau thành kẻ thù nhau em. Satan. Đó là Satan, kế hoạch của nó. Cho nên chị em ơi hãy tỉnh thức, giữ gìn mối quan hệ vợ chồng, giữ gìn. Và tôi nói với anh chị em rồi, một điều cuối cùng trước khi kết thúc, mối quan hệ không tự dưng có, chúng ta cần phải xây dựng và đầu tư cho nó. Amen. Xây dựng và đầu tư giống như kinh doanh vậy đó, tiền không tự nhiên nó đi vào túi anh chị em, mà anh chị em phải nỗ lực đầu tư, làm việc kinh doanh, làm đủ mọi cách thì tiền nó mới vào. Và mối quan hệ của con người với nhau cũng vậy, không bao giờ nên ngồi nhà, tôi cứ ngồi nhà thế này tự nhiên mọi người sẽ yêu thương tôi, quên chuyện đó đi. Muốn người khác làm gì cho mình thì sao nha? Đó là nguyên tắc vàng của chúng ta. Hãy đầu tư cho sự yêu thương, hãy đầu tư cho sự tử tế, hãy đầu tư một nụ cười, anh chị em sẽ nhận một nụ cười. Hãy đầu tư một cái việc làm tử tế, anh chị em sẽ nhận được một việc làm tử tế. Hãy đầu tư một cử chỉ yêu thương, anh chị em sẽ nhận lại sự yêu thương. Amen. Hãy đầu tư một điều gì đó trong mối quan hệ của vợ chồng, chắc chắn anh chị em sẽ nhận lại những điều tương tự. Và bằng cách đó chúng ta sẽ nhân lên mỗi ngày cái bầu không khí thiên đàng. Amen nhé. Chúng ta đứng dậy mình cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Xin Chúa ban phước cho lời này. Và bây giờ chúng ta cầu nguyện nè. Những ai có vợ có chồng, những ai chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, những ai làm con cái trong gia đình, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện theo lời giảng ngày buổi sáng ngày hôm nay để chữa lành mối quan hệ của mình. Những gì xích mích, những gì khó khăn, những gì đang là nan giải trong gia đình, cho em hãy trình lên Chúa giờ. Tất cả chúng ta hãy đến với Chúa. Anh em hãy đến với Chúa cách tự nhiên. Hãy đến với Chúa và nói rằng Chúa Giêsu ơi, hãy đến với cuộc đời và hôn nhân của con. Hãy đến với người vợ, người chồng tương lai của con. Hãy đến và giúp con có sự sáng suốt. Hãy đến và chữa lành mọi mối quan hệ của con. Hãy đến lại Chúa. Hãy cầu nguyện hỡi Hội Thánh. Hỡi Hội Thánh hãy cầu nguyện hết lòng. Đây là thời giờ của anh chị em. Đây là thời giờ của anh chị em. Đây là thời giờ mà Chúa đến thăm viếng gia đình của anh chị em. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài là Chúa. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Ôi cùng cầu nguyện cho Thánh Linh yêu quý. Hãy vận hành giờ này giữa anh chị em con. Oh hãy đến thăm viếng mọi tâm, chữa lành mọi tấm lòng giờ này. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài là Chúa. Hãy đến Chúa ơi. Ôi dù người vợ người chồng tin kính hay không tin kính thì Chúa ơi hôm nay trong bất cứ trường hợp nào, Chúa hãy chữa lành từng gia đình đang có mặt tại nơi này, chữa lành từng chân của Giêsu quyền năng. Chúa ơi cũng nói quyết với Chúa rằng thiên đàng phải đến trong gia đình của anh chị em con. Hallelujah, một câu nguyện. Hallelujah, một câu nguyện. Hallelujah, một câu nguyện. Hallelujah, cha ơi một câu nguyện. Cha ơi trong chân của Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Anh chị em ơi hãy cầu nguyện và nghĩ về gia đình của mình. Con muốn anh chị em giờ này hãy nghĩ về gia đình mình, hãy nghĩ về cha mẹ mình, hãy nghĩ về chồng vợ con cái của mình nếu anh chị em là người đã lập gia đình, và cầu thay cho từng người giờ này. Anh chị em là người làm chồng hãy cầu thay cho vợ mình giờ này. Hỏi người làm vợ hãy cầu nguyện cho chồng mình giờ này. Nếu có sự gì xích mích dù lớn dù nhỏ, dù đúng dù sai, anh chị em hãy tuyên bố ra miệng rằng mình tha thứ. Người chồng hãy tha thứ cho vợ, vợ hãy tha thứ cho chồng. Con cái hãy tha thứ cho cha mẹ mình, người làm cha hãy tha thứ cho con mình. Tôi muốn sự tha thứ giờ này, hãy mở ngập trang Hội Thánh và tấm lòng anh em. Trong chân của Chúa Giêsu giờ này, hãy cầu nguyện đi anh em. Hãy cầu nguyện. Chúa đến chữa lành, Chúa là đấng chữa lành,
Chúa là đấng chữa lành. Chúa là đấng chữa lành. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tiếp tục. Anh chị hãy nói ra miệng những ước ao của mình. Nói ra miệng những điều mà Chúa muốn trên đời sống gia đình của mình. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Cảm ơn Ngài Chúa Giêsu ơi. 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 Trong danh Giêsu, mời phụ hội thánh của Ngài và thân gia đình trong huyết của Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời phụ huyết của Chúa Giêsu ở đây này. Đừng mỗi quan hệ gia đình con cái được bao bằng huyết của Chúa Giêsu ở đây này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quỳ lại. Nguyện dòng huyết thánh của Chúa Giêsu bao phủ mối quan hệ vợ chồng của anh chị em. Nguyện dòng huyết thánh của Chúa Giêsu bao phủ mọi mối quan hệ con cái cha mẹ của anh chị em. Nguyện huyết máu của Chúa Giêsu làm sạch gia đình của anh chị em. Nguyện huyết máu của Chúa Giêsu ngay giờ này làm sạch gia đình của anh chị em. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Chúa Giêsu nói: các ngươi bởi danh ta mà trừ ma quỷ. Anh chị em biết rồi đó. Ma quỷ có thể ở trong con cái, ma quỷ có thể ở trong mối quan hệ vợ chồng của anh chị em. Cho nên ngay giờ này, con muốn cả hội thánh hãy vận dụng đức tin trong danh Chúa Giêsu, trục xuất tất cả những con quỷ nào nó phải có ở trong những mối quan hệ đó. Trong danh của Giêsu Christ, ta truyền lệnh tất cả mọi tà linh xung đột trong từng gia đình phải bị bể ngay giờ này trong danh Giêsu Christ. Rồi đi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tất cả những tà linh nào gây sự không thuận phục của những người vợ đối với những người chồng giờ này phải rời khỏi trong chân của Chúa Giêsu. Tất cả những tà linh nào gây lên những sự nổi lòng, những sự tranh thuận, những sự không yêu thương, những sự thù hận trong người chồng đối với vợ mình phải rời đi trong chân Chúa Giêsu. Những tà linh bội nghịch cha mẹ, chống đối và không vâng lời cha mẹ trên các con cái đang ở tại nơi đây phải bị bẻ gãy trong chân Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy trục xuống ra đây tất cả những tà linh này, nó có mặt ở trong thời kỳ cuối cùng này. Anh em hãy trục xuống ra đây trong danh Chúa Giêsu. Hãy trục xuống ra đây trong danh Chúa Giêsu. Hãy trục xuống ra đây trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy trục xuống và bẻ mọi xiềng của nó trong danh Chúa Giêsu. Bẻ mọi xiềng của nó trong danh Chúa Giêsu. Hãy bẻ mọi xiềng của nó trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói với anh em rằng Satan dùng những thứ đó đã hành hạ gia đình anh em. Hãy bẻ gãy nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và quyền năng đó được phóng thích khi lòng anh em tha thứ. Hãy tha thứ cho chồng, cho vợ. Hãy tha thứ cho con cái. Hãy tha thứ cho ba mẹ mình. Hãy tha thứ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Linh của sự tha thứ ở đây. Và phóng thích linh của sự tha thứ ở đây. Và phóng thích linh của sự tha thứ ở đây. Tất cả hãy được tha thứ. Tất cả phải được phục hồi. Tất cả phải được phục hồi. Tất cả phải được tha thứ. Tất cả phải được phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho những người theo dõi qua livestream, những gia đình đang bất hòa, những gia đình đang có nguy cơ đổ vỡ, ly hôn, ly thân. Trong danh Chúa Giêsu, hãy phục hồi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những sự xung đột, những sự đau đớn tổn thương trong những gia đình hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi chúc phúc cho gia đình anh chị em. Gia đình anh chị em sẽ trở nên một và tin kính Chúa. Con cái của anh chị em sẽ đi trong đường kính sợ Chúa. Anh chị em sẽ truyền lại di sản thuộc linh quý giá cho thế hệ tiếp theo. Cả nhà anh chị em sẽ hồng việc Đức Giê-hô-va. Con cảm ơn Ngài là Chúa. Con công bố rằng toàn thể gia đình anh chị em đang đứng đây sẽ là những người hầu việc Đức Giê-hô-va. Con cái của anh chị em là những dòng dõi tin kính sau này. Amen. Con cái anh chị em là sự sáng sau này. Amen. Mối quan hệ vợ chồng của anh chị em là thiên đàng trong gia đình. Amen. Tôi nói rằng anh chị em là ánh sáng của thế giới này. Amen. Gia đình anh chị em là muối của đất này. Amen. Gia đình anh chị em là sức mạnh của quốc gia này. Amen. Anh chị em có thể làm chứng nhân cho mọi người thấy rằng Chúa Trời đã ở trong gia đình anh chị em. Amen.
Chúa chúc phước cho toàn thể anh chị em đang đứng tại đây đây. Mỗi gia đình anh chị em là một gia đình yêu thương. Amen. Quyết không có sự xung đột nào trong gia đình anh chị em. Amen. Người vợ sẽ tôn trọng chồng. Amen. Chồng sẽ lòng yêu thương vợ. Amen. Con cái anh chị em sẽ thuận phục cha mẹ. Amen. Và anh chị em sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Amen. Từ nay cho đến đời đó. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu Christ, chúng ta hãy thờ phượng Ngài. Hãy thờ phượng Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.